Sarejasaradasino te sarang na thigat chanti nicha san kat bhavochara. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Asare saramatino sare cha saradasino te sarana thi gachanti nicha sanka bago chara. Asare saramatino sare cha saradasino te sarana thi gachanti nicha sanka bago chara. Phi chân lại tưởng chánh chân lại tưởng phi chân, đó là duy trì ác kiến ác tà. Ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu? Ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu? Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Như Đức. Dạ, con đã đọc và kể xong. Dạ, con xin, dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin dâng biết lại đạo tràng ạ. Sa thú lành thay. Cảm ơn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính lễ tường tập minh hạnh đại đức tuệ nhẫn, kính lễ quý tu nữ và thành quý tiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 11. Dạ, cảm ơn huynh Phật Thanh Ái. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang na chi gat chan ti mit cha sang cap ba go cha ra. Asaramatino sare cha saradasinte sarang nati gat chanti mit cha sangkat bago chara. Asaramatino sare cha saradasinte sino te sanna thi gat chan ti mi cha sang cap ba gu cha ra. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phi chân lại tưởng chánh chân lại tưởng phi chân, đó là duy trì ác kiến ác tà. Ngu chân nào thấy tinh hoa pháp màu. Phổ thơ này của Hòa Thượng Như Đức. Bài xong. Dạ, kính mời Sích Tiên Na. Con kính đảnh lễ Tam Bồ Tát Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ đại duyên, và con xin đảnh lễ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc kệ pháp cú số 11. Asare saramatino sare cha saradasino te sarana thikat chanti mitcha sankappa ko chara. Asere saramatino sare cha saradasino te sarang na thikat chanti
Mitcha Santhat Pabu Chakra. Không chân, tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Asare sa la mantino sare cha sa la ta sa te sa lang na thi gan chan ti min cha sang kham pa ku cha la an sa re sa la mantino sare cha sa la dan si no Tề xa lăng na thì căn chan tí, minh cha sang khám phà gô cha la. Phi chơn lại tưởng chánh chơn lại tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến, ác tà. Ngu như nào thấy tịnh hoa pháp màu hòa thượng giới đức. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, hoàng sư cô và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thanh Mờ Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Cô Tu Nữ Tự Duyên. Ai Minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, con tri ân cô Tuệ Duyên, cảm ơn sư Trần Phụng, Huynh Châu. Dạ, cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 11. Asare saramati no sare cha saradasino te sarang na thiga chan timi cha sang cap bago cha ra. Asare saratmatino sare cha ka saradasino te sarang na thiga chan timi cha sang cap bago cha ro. Asare saramatino sare cha sa cha dasino te sarang na thiga chan ti mi cha sang cap ba go cha ra. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sare saramatino sare cha saradasino te sarang na thi ga chan ti mi cha sang cap ba go cha ra. Asare saramatino sare cha saradasino te sarang na thi ga chan ti mi cha sang cap ba go cha ro. Phi chơn lại tưởng chánh chơn, chánh chơn lại tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến ác tà. Ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu. Phổ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính chào chị Tâm Phương mới vô. Dạ, đưa tay liền kính mời chị nhận mic nè. Dạ. Dạ, cảm ơn Ái Minh rất là nhiều. Dạ. Con Tâm Phương con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, Nam mô Bố Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Con xin đọc và kệ câu pháp cú số 11. Dạ. Asare saramatino sare chara radat sino tê sa răng na thi gắt chẳng tí mít chà sẵn khắp ba gô chá ra. Không chân tưởng chân thật thấy không chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tự tà hạnh.
Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phi chơn lại tưởng chánh chơn, chánh chơn lại tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến ác tà, ngu chơn nào thấy tinh hoa pháp màu. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và con xin đọc kệ. Asare sang ramatino sare cha chang radan chino te sarang na thi gan chan ti min cha san kham ba go cha rang Asare saramatino sare cha sa ra rắn chi nôn tê sa rắn na thì gần chân tí minh cha san khâm ba gô cha rằng không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tự tà hạnh. Và bản dịch đó tưởng Thích Minh Châu, phi chơn lại tưởng chánh chơn, chánh chơn lại tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến ác tà, ngu chơn nào thấy tinh hoa pháp màu. Và phổ thơ của Ngài Dưới Đức. Và kính mời để biết là cho chị Nhật Huynh ạ. Sa thu sa thu lần thầy Siddha Tâm Phương. Nam mô Buddhaya, Nam mô Tamaya, Nam mô Sankhaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật Lão Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng Đạo Tràng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể các quý đại hữu trong room. Là con xin được kể cái cú số 11. Sare saramatino sare kasarada sino te sarang na thi gak chan ti Mikcha sangkapa gocara Asare saramatino Sare kasarada sino Te sarang na digakyanti Mikcha sangkapa gocara. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do là tà tư tà hạnh. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Phi chơn lại tưởng chánh chơn, chánh chơn lại tưởng phi chơn, đó là duy trì ác kiến ác tà, ngu nhân nào thấy tinh hoa pháp màu. Bản phổ thơ của Ngài Duy Đức. Nam mô Phật Tha Giá. Và con xin được xin nhà kính mời Xích Nhật Huỳnh nha. Xích Nhật Huỳnh có chiếc máy không à? Rồi kính mời Xích. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quá Thà Ná. Minh Quá Thà Ná biết Nhật Quỳnh hay lắm. Dạ, cảm ơn Minh Tấn Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, xin thành kiểm ơi, có trả bài không? Có trả bài thì đưa bàn tay nhanh lên để Nhật Quỳnh mà trả bài xong là Nhật Quỳnh khóa sổ nghe. Alo, xin thành kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Không, có trả bài không? Nãy giờ Nhật Quỳnh thấy chạy ra chạy vô mấy lần rồi. À, vậy là không nghe rồi, không nghe không thấy ra. Dạ con một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài pháp cú kinh số 11. Dạ cảm ơn Quỳnh Bá Tha Ná cho bài học. Asare saramatino sare cha sa da da sino te sarang na thiat chan timit cha san cap ba go cha ra. Dạ, bây giờ hành kiểm có cần thử mít không? Cần thử mít thì Nhật Quỳnh nhường mít điện nè. Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hành. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À sa re sa ra ma ti no sa re cha sa ra da si no te sa rang na thi ga chan ti mit cha san kap
bà gô cha ra phi chân lại tượng chánh chân lại tượng phi chân, đó là duy trì ác nghiệp, ác kiến, ác tà. Nguyên nhân nào thấy tinh hoa phát màu, và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Minh Quách Thanh Ná, Xích Tâm Phương, cô Ái Minh, Xích Thi Na, cô tu nữ Tệ Duyên, Trần Phụng, cảm ơn. Đà Hoa Kinh, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh 11. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay cao pháp của kinh số 12. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Hô Sam Ma Sam Bồ Đà Hà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Hà Tô Sam Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc giá ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mang giao pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một đồng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung tịnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp kinh số 12. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và kính cảm ơn huynh Quách Thanh Na đã cho bài học. Và con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, một tuần nữa là trôi qua. Và đã vô lượng ngũ uẩn sanh và diệt đi rồi, và cũng không có sư Tuệ Nhẫn nào ở đây hết, và tất cả quý vị cũng không có cái gì là Nhật Huỳnh hay là Quách Thanh Á, mà cái diễn hoạt trong đời sống hàng ngày chỉ là tâm, tâm sở và sắc pháp. Ngay bây giờ thì quý vị cũng chỉ thấy nghe âm thanh từ nơi được gọi là Tuệ Nhẫn. Và hãy luôn luôn đi về khoảnh khắc này, vì giác ngộ không thể rời xa khoảnh khắc này được. Và khoảnh khắc này đang là rất thực, nhưng mà chúng ta đã xa rời đến vô lượng, vô lượng, vô lượng. Vì vô minh nên chúng ta xa rời với đời sống của mình, và thực tại đang ở ngay đây. Và nếu như mà chúng ta không đi về với những cái thực tại này, thì chúng ta mãi mãi chỉ là những con người lưu lạc trong những ngôn từ, trong những câu chuyện và trong những ảo mộng từ sáng tới chiều, từ đời này qua đời khác. Hãy thắp ngọn đuốc chánh niệm và hiểu về sự thật ở khoảnh khắc này. Và người muốn giác, người được giác ngộ mau nhất là người có đủ căn để bỏ tất cả, để thay đổi tất cả, để chỉ quay về khoảnh khắc này, và lại quay về khoảnh khắc này, và lại quay về khoảnh khắc này, và lại quay về khoảnh khắc này. Và bao giờ tâm không còn xa rời khoảnh khắc này nữa, thì tứ thánh đế,
tứ niệm xứ sanh khởi ở ngay sau những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cứng, mềm, nóng và lạnh. Pháp đang là rất thực hiện ra. Và hãy nhớ, đừng đi tìm những câu chuyện mà Pháp đang hiện khởi ở nơi mỗi người, mỗi nhà. Và đâu đâu thì những cái thấy, cái được thấy, âm thanh, cái nghe, mùi và cái ngửi, nếm và vị, xúc chạm, cứng mềm và suy nghĩ có mặt ở khắp mọi nơi. Và vô minh thì không được nghe giáo pháp của Đức Phật, nên họ cho đó là đàn ông, đàn bà và là chư thiên, là phạm thiên, là một cái gì đó mơ tưởng. Và khi chúng ta hiểu ra được chân thật thì chúng ta thấy thế giới chỉ có cứng, mềm, nóng và lạnh. Kinh nghiệm của tôi đó là chánh tri kiến, bước đi trên con đường đưa đến tận diệt mọi khổ đau. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe diệu pháp và chúng con đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo và xin chia sẻ chánh pháp đến quý vị. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang apivadeni Sakhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sankhang Namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Thế Tôn Đấng Toàn Tri Diệu Giác Vô Lượng Từ Bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài thật xứng đáng là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Con nghiêm tình thân khẩu ý đành lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ những ai có niềm tin chân chánh, thực hành và nghe đúng diệu pháp của Đức Thế Tôn, người ấy sẽ liễu ngộ, liễu chi được tứ thánh đế, thánh đạo ngay trong đời sống này và trong đời sống khác. Và con nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ ân đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài nó mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng nghiệp lực trầm luân của mình, và nhất là thành tựu được các đức tinh, thành tựu được các ba la mật và cũng chấm dứt được sanh tử luân hồi khổ đau. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, phước báu phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi, và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng tất cả chư Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thâm cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là thành tựu các ba la mật, và mong cho tất cả quý ngài và quý cô cùng chư Phật tử thật thật nhiều người niễu ngộ, niễu chi được các pháp trong đời sống và chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sanh tử luân hồi. Nam mô Bụt Tha Giá. Vào bao giờ vào đầu đề pháp, tại sao chúng tôi luôn luôn nhắc nhở quý vị những điều như vậy? Bởi vì những điều như vậy chúng ta đã bỏ quên chúng từ sáng tới chiều, và chúng ta chỉ nhớ đến câu chuyện, và chúng tôi phải nhắc, và sau đó thì sao? Vừa nhắc mình và vừa nhắc quý vị, và hơn thế nữa là sao? Là chúng ta nhắc như vậy thì chúng ta không quên cái sự thật. Và hôm nay chúng ta đang học về sự thật, về sự thật. Và chúng ta luôn luôn quên sự thật. Quên sự thật là chúng ta luôn luôn quên cái này là pháp, cái này cũng là pháp. Cái thấy là pháp, cái nghe là pháp, cái ngửi là pháp, cái nếm là pháp, cái xúc chạm là pháp, cái cứng, cái mềm, cái màu, cái mùi, tất cả cái đó là pháp, chứ không phải là ai cả. À, chúng không có ai ở đây hết, mà chỉ có pháp đang hiện khởi trong đời sống rất rất là thực. Và nếu không được nhắc như vậy thì chúng ta sẽ không biết đâu là cái con đường, và chúng ta chỉ mơ mộng cái con đường
mà chúng ta không thực sự biết con đường. Và lúc nào chúng ta cũng nói đến chánh niệm và trí tuệ, nhưng chúng ta không thực sự biết được chánh niệm và trí tuệ. Chúng ta không biết được duyên sanh của chánh niệm và trí tuệ. Do đó mà dầu là cái thời pháp chúng con về sau thì có khả năng về câu chuyện nó sẽ loãng đi, nhưng mà cái đầu đề mà chúng con đã giới thiệu và chúng tôi giới thiệu đến quý vị những cái cốt tủy đó thì chắc chắn luôn luôn nó ghim vào trong tâm của chúng ta và sự nhớ tưởng về các pháp. Ngày mai chúng ta thức dậy bất chợt chúng ta sẽ thấy ô, chỉ có cái thấy ở đây và không có người thấy, không có tôi thấy, và một cái đối tượng thị giác, ô, lại một cái đối tượng thị giác nữa và một cái thấy nữa sanh khởi. Và chúng ta thấy ô, cái thấy này không phải do ai sanh ra chúng mà do duyên, do nghiệp. Nếu không có nghiệp, nếu không có con mắt, nếu không có đối tượng thị giác thì cái thấy không thể hiện khởi. Và từ đó chúng ta sẽ dần hiểu ra được các pháp trong đời sống hàng ngày. Hôm nay thì chúng ta sẽ học câu kệ số 12. Saranja Sarato Nyatoa Asaranja Asarato Te Sarang Athigapchanti Samma Sankappa Gochara. Ở đây bản dịch Việt là sau khi biết được điều chính yếu là chính yếu. Điều chính yếu là chính yếu là gì? Điều chính yếu ở đây là gì? Điều chính yếu ở đây là các cái gì hiện hữu trong đời sống, chỉ là các pháp, chỉ là các quẩn, chỉ là danh và sắc, chỉ là các cái thực tại sanh khởi vô cùng ngắn ngủ, chỉ là ngũ quẩn, chỉ là cái sự khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, con đường đến sự diệt khổ. Đó là sau khi biết được cái chính yếu. Chính yếu ở đây về con đường để thấy. Điều chính yếu là không chính yếu. Cái điều nào là điều chính yếu là không chính yếu? Đàn ông, đàn bà là không chính yếu. Nhà cửa, xe cộ là không chính yếu. Thân thể của tôi là không chính yếu. Và kiếp sau tôi được xăm như này như kia là không chính yếu. Thần linh, thượng đế, ban phát, cái này cái kia là không chính yếu. Với hành xứ là những tư duy đúng đắn. Những người ấy đạt đến điều chính yếu. Đạt đến điều chính yếu. Cái từ sarancha nó cũng bằng với cái từ charang hay chara, đồng nghĩa. Cái từ charang cái từ charang và cái từ sara thì nó cũng đồng nghĩa, là một cái danh từ năm tánh. Và ở câu kệ này chúng chia theo đối cách: điều chính yếu, sự cần thiết. Sự cần thiết này chúng ta phải thấy ra được sự thật của các pháp. Từ chá là một cái liên từ chỉ cho là và. Sarato, sarato là một cái trạng từ chính yếu một cách cần thiết. Sara là cái danh từ năm tánh chính yếu cần thiết. Tiếp đầu ngữ tô là nó trạng từ. Và cái từ nhát to, nhát to thì chúng ta biết là căn từ, cái căn của nó là nha. Nhát to là nha tắp tí đó. Nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu mà nó chia theo động từ bất biến là sau khi biết, sau khi hiểu biết. Sau khi hiểu biết cái gì? Sau khi hiểu biết thế giới này là vô thường, khổ và vô ngã. Thế giới này là thế giới của bất tịnh, của khổ đau, của những đống xương thịt
chồng chất từ lớp này đến lớp khác và bị hiểu lầm, cho chúng là tôi, là của tôi, nhưng không hề biết được chúng chỉ là những cái cứng, cái mềm, nóng lạnh của tứ đại, và chỉ là những cái thức lương gá do duyên sanh và hoại diệt. Thế giới này chỉ có các dòng cảm thọ sanh khởi viên điển thay đổi không ngừng nghỉ. Thế giới này chỉ có những dòng suy nghĩ bất tận. Không có một con người, không có một ai đó. Thế giới này chỉ có các thức, kinh nghiệm, các đối tượng của chúng. Đó gọi là trí tuệ sau khi biết và thấy chúng thật là rỗng không. Asaran, cái từ Sara tiếp đầu ngữ Á là danh từ chia theo đối cách, không chính yếu, không cần thiết. Cái gì là không chính yếu? Những cái tà kiến chấp lầm, những cái câu chuyện, những cái tưởng tượng là không chính yếu, không cần thiết. Tiếp đầu ngữ Á là không, Sara là một cái danh từ nam tánh, chỉ cho cái sự chính yếu cần thiết. Cần thiết thấy ra được sự thật và thấy ra được cái, biết được cái con đường, liễu chi được các cái pháp. Từ Asarato là Sarato, tiếp từ ngữ của nó là ác, là một cái trạng từ là không chính yếu, không cần thiết. Và cuộc sống của chúng ta, ngay kể cả chúng ta gặp chánh pháp cũng vậy, cả cuộc đời của chúng ta học hành lúc nào cũng nghiên cứu và nghe, nhưng mà đa phần chúng ta làm toàn những chuyện không chính yếu, tức là chúng ta không phát triển hiểu biết về thực tại trong đời sống hàng ngày. Chúng ta chỉ đi theo những cái câu chuyện mà không hề hiểu được lời dạy trong kinh điển của Đức Phật. Về khoảnh khắc này là gì? Đó cũng được gọi là không chính yếu. Chúng ta chỉ giảng pháp để mong có, để họ cho người ta bố thí và mong có đời sau tốt đẹp hơn. Đó cũng là pháp không chính yếu. Và Đức Phật đã nói rồi, mắt đang là lửa cháy, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quên về cái điều đó, và tham ái luôn luôn dắt dẫn chúng ta đi tìm những cái vị ngọt qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Từng khoảnh khắc trong đời sống hàng ngày chúng ta bị lụt ở trong đó, bị chìm ở trong đó, bị cuốn ở trong đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ tỉnh ngộ. Chúng ta luôn luôn dựa dẫm vào những cái lời tốt đẹp chứ, à, những cái lời mà làm cho chúng ta mê mãi ở trong đó về những cái đời sống, chứ chúng ta không hiểu về sự thật của các pháp, là rất vô thường, rất ngắn ngủi, rất tạm bợ. Cái từ sarang sará là một cái danh từ nam tánh chia theo đối cách, chính yếu, cần thiết, sự chân thật. Sự chân thật. Samma sang cấp và vô trở ra. Samma thì chúng ta biết là chân chánh này, sang cấp và vô cho ra là một cái danh từ nam tánh chia theo chủ cách số nhiều. Những người có hành xứ là những người tư duy đúng đắn. Những người có hành xứ là những người có tư duy đúng đắn. Những người có hành xứ gì? Những người có hành xứ của tứ niệm xứ. Những người có hành xứ của tứ thánh đế. Những người có hành xứ lời dạy của Đức Thế Tôn vô thượng bậc chánh đẳng chánh giác. Samma sankappa, samma sankappa là cái tư duy đúng đắn, là chánh tư duy về vô thường, tư duy về khổ,
tư duy về vô ngã, tư duy về sự bất tịnh của thế giới này, tư duy về đi là bất sắc, còn những cái đối tượng thị giác khác không in dấu vào nhãn căn. Thì cái thấy đó không thể thấy được. Đó là chánh kiến. Và bất cứ một cái sắc pháp nào in dấu vào nhãn căn thì nó không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, nó không phải nhà cửa và không phải là một cái gì đó, mà nó chỉ là một đối tượng cho nhãn thức sanh khởi và rồi diệt đi. Và cái mà nó suy nghĩ về đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là đẹp, đây là xấu, thì nó không còn là nhãn thức nữa. Đó là suy nghĩ rồi. Nó là một pháp khác rất là nhanh. Đó là chánh kiến, đó là samma. Đó là samma. Và luôn luôn chỉ có sáu thế giới hiện khởi, không ngoài sáu thế giới. Và thế giới của nhãn căn thì chỉ dành cho nhãn thức, chỉ dành cho cái thấy và lộ nhãn môn. Chúng tách biệt, chúng độc cư, chúng muôn đời không bao giờ cái thấy gặp được cái nghe. Cái thấy phải diệt đi thì cái nghe mới sanh khởi. Cái nghe phải diệt đi thì cái ngửi hay cái nếm mới sanh khởi. Do vậy, chúng luôn luôn sanh và diệt. Bởi tính chất của pháp hữu vi, chúng phải chịu trên ba phương diện vô thường, khổ và vô ngã. Đó là samma. Đó chính là samma. Đó chính là samma. Đó là chánh chỉ kiến. Và từ sáng đến giờ các bạn đã thấy bao nhiêu màu rồi? Vô lượng, vô lượng. Nhưng mà các bạn có thực sự thấy được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác không? Nếu như các bạn thấy thì tham sẽ được rời bỏ, sân sẽ được hạn chế, si sẽ được thuyên giảm. Còn ngày nào chúng ta chưa thực thấy, chưa thực biết thì không bao giờ tham có thể thuyên giảm, sân có thể thuyên giảm, si có thể thuyên giảm, tà kiến có thể thuyên giảm. Như vậy đây chính là samma. Và cái nghe cũng vậy. Cái nghe chưa từng bao giờ nghe thấy cái mặt. Cái không bao giờ gặp cái đối tượng thị giác. Dầu chúng có sinh khởi ở thế giới nào, cái nghe vẫn chỉ nghe âm thanh mà thôi. Do vậy, cái nghe không phải là bạn. Cái nghe không phải là tôi. Cái nghe không ai tạo ra chúng. Đức Phật không tạo ra cái nghe. Các bậc thánh không tạo ra cái nghe, tất cả phàm nhân không tạo ra cái nghe, mà cái nghe này là một pháp hữu vi, là do duyên sanh, nên chúng phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Cái nghe không thể chọn lựa được âm thanh, do vậy cái nghe này tùy thuộc, nên là tùy thuộc vào âm thanh in dấu vào nhĩ căn mà cái nghe đó sanh khởi. Nếu mà cái âm thanh đó nó in dấu vào nhĩ căn là một âm thanh thánh thoát, thì cái nhãn thức, à cái nhĩ thức
quả thiện vô nhân của một kiếp nào đó đã tạo cho cái thiện pháp đó sanh khởi, cũng như giờ đây quý vị đang được nghe chánh pháp. Giới là chân thực, nhân và quả đó là samma, mà không ai tạo ra chúng được cả. Như vậy ở ngoài kia rất rất nhiều người không được nghe chánh pháp, cũng là âm thanh, nhưng mà người ngu thì chấp âm thanh cho đó là tôi, là ai đó. Còn samma thì không cho là ai đó cả. Samma không phải là tôi, không phải là bạn. Samma chính là pháp, samma chính là panya. Samma cũng là một pháp hữu vi do duyên sanh, cũng vô thường. Do vậy ai nói rằng chánh niệm liên tục, kẻ đó thật khờ khạo. Chánh niệm cũng chỉ có một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và rồi diệt đi. Và tham, sân lại sanh khởi, nhưng điều đó là hết sức tự nhiên. Và samma hiểu rằng, ô, tham chỉ là tham mà thôi. Tham không phải là sân, tham không phải là tà kiến, tham không phải là ngã mạn, tham không phải là thọ. Tham chỉ là tham thôi. Đó là samma. Như vậy samma không có chối từ bất cứ một thực tại nào cả, mà samma sẽ hiểu được, samma sẽ hiểu được tất cả mọi thực tại. Nhưng mà tham thì các bạn thích lắm phải không? À, nó là ông chủ của chúng ta mà. Còn sân thì sao? Chúng ta không muốn nó. Nhưng mà khi có trí tuệ thì chúng đều là đối tượng của samma, và cho chúng ta thấy suốt ngày chúng ta bị vô minh và tà kiến có mặt liên tục, thật là khó phải không? Rồi sankappa là một cái danh từ nam tánh chỉ cho tư duy hay là chánh tư duy, còn vocara là danh từ nam tánh là hành xứ, là trần cảnh, là cảnh giới đó, trần cảnh cảnh giới. Go, danh từ nam tánh chỉ cho con bò. Chara, căng cha, danh từ nam tánh là việc đi lang thang. Đi lang thang. Như vậy sáu căn này mà thọ tưởng hành thức luôn luôn rong ruổi và tạo tác, tiếp nối hết đời này đến đời khác. Và ở đây Ngài Thế Minh Châu Ngài dịch là chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Họ đạt được chân thật do chánh từ chánh hạnh. Do chánh từ chánh hạnh. Và hai bài kệ là không chân thấy tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, do tà tư tà hạnh, chúng không đạt chân thật. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, họ đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Bài kệ này thì đề cập đến hai ngài thượng thủ thinh văn là ngài Sariputta và ngài Moggallana. Và chúng ta biết là hai ngài thì trong cái dòng tâm thức thì vô lượng kiếp hai ngài đã đi chung với nhau trên cái con đường tầm cầu cái sự giải thoát. Và hai ngài có một cái tình bạn gọi là đẹp nhất trong lịch sử Phật giáo, và chắc có lẽ cũng đẹp nhất trong cõi thế gian này. Là hai ngài thân với nhau cho đến khi ngài đắc được đạo quả và về báo cho bạn của mình cũng đắc đạo quả, và cả hai ngài đều chứng đắc thánh quả và đều là hai vị thượng thủ thinh văn đẹp nhất của Đức Thế Tôn. Một tình bạn tuyệt đẹp. Và hai nhân cách thì không thể nào nghĩ bàn được. Và chúng ta biết là khi mà kiếp chót thì Đức Phật thành đạo, thì
Khi mà ngài lớn lên thì tâm của hai ngài, cái xu hướng mà mong cầu sự giải thoát rất là lớn. Vì rằng ngài là bậc hiền trí, đã nhiều đời muốn viễn ly rồi mà không sao viễn ly được. Và kiếp chót thì ngài cũng sanh ra nơi Bà La Môn, và hai ngài cũng thuộc dòng Bà La Môn. Thì lớn lên thì hai ngài do trí tuệ ở đời ngài là kiệt xuất, về các cái sự mà đi hỏi về pháp, các cái vệ đà ngài rất là giỏi. Hai ngài thì rủ nhau đi tầm đạo, xem là trên gói chim phụ đề này ta còn nhất định nhiều điều thắc mắc, và hễ mà còn thắc mắc thì rõ ràng ta chưa đạt được cái trí tuệ giải thoát. Hôm qua quý vị nghe cái câu chuyện này rồi thì sư xin không có đọc nữa, bởi vì nó rất là dài, sư nói lên những cái gì đẹp nữa thôi. Thì hai ngài đi tầm đạo, lớn lên thì ngài rất là tỏ ra xuất chúng trong nghề nghiệp. Và khi lớn lên thì chúng ta biết là các ngài là bậc hiền trí mà. Chúng ta biết là bậc hiền trí, trí tuệ đó. Các ngài trí tuệ, các ngài không thích sống trong gia đình đó. Ngài luôn luôn là phải muốn đi tìm cầu những cái bậc nào mà ấy để mà các ngài học. Bản chất của bậc trí này là vậy. Vậy khi lớn lên ngài Upatissá, ngài muốn đi du hí ở các cái nơi như sông và công viên. Và sau khi ngài đi đến, đi rất là lâu thì gặp những cái vị Bà La Môn. Ngài hỏi về những cái pháp thì ngài thấy những cái người này cũng không có cái gì tốt đẹp hơn. Nên là khi đó công tử Cô Ni Giá cũng đáp lời như vậy. Và khi biết bạn mình, khi mà ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta thì mới nói với bạn. Thì khi đó thì ngài mới nói bạn rằng là khi biết bạn mình đồng một chí nguyện với mình thì ngài công tử Upatissá bèn ngỏ lời tâm sự với này ngài Mukkananda là: thưa huyền hiền huynh, chúng ta cùng chung một cái lý tưởng cao đẹp, cùng mong tầm cầu lấy cái con đường giải thoát. Vậy ta hãy xuất gia một lượt để cùng nhau tu học. Và ta nên xuất gia với cái vị đạo trưởng nào đây? Thì khi ngài đi đến đó thì ngay lúc đó thì gặp được cái người thầy tên là Sanchara. Bây giờ ngài là một cái vị Sanchara này là một cái giáo chủ ngoại đạo, cùng với một số đông đệ tử đang đi vào cái thành Rajagaha. Thì lúc bây giờ hai công tử mới tính rằng ta sẽ đến xuất gia, ta sẽ theo cái vị thầy này và lên giải tán bớt 500 cái thiếu niên thủ hạ của mình và bảo họ hãy lấy tất cả kiệu xe rồi đi, còn lại thì 500 vị tùy tùng với hai công tử dắt theo và đến xuất gia học đạo cùng với cái thầy Sanchara. Và từ khi có hai cái vị thầy giỏi này, hai cái người đệ tử giỏi này, thì người thầy Sanchara càng được dồi dào những cái lợi đắc và lừng lẫy cái danh thơm hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ một vài ngày thì hai cái người trò này đã học hết cái giáo lý của ông thầy. Và bèn hỏi lại thầy: bạch thầy Acharya nè, giáo lý của thầy hiểu biết chỉ có bấy nhiêu hay là còn cao siêu hơn nữa?
Và chúng ta biết rằng khi mà bất cứ một giáo lý nào không phải là bát chánh đạo thì luôn luôn có tù động. Còn khi mà chúng ta hiểu về bát chánh đạo, lời dạy của Đức Phật, thì trí tuệ, năng lực của chúng ta sẽ không bao giờ cạn kiệt. Không bao giờ cạn kiệt năng lực của trí tuệ. Và có vô lượng cái cách để thuyết giảng diệu pháp của Đức Phật đúng nhất về những cái thực tại hiện khởi. Do vậy khi mà chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật đúng đắn, thì càng nghe trí tuệ nó càng sanh khởi, sự viễn ly càng sanh khởi, càng nghe trí tuệ càng sanh khởi. Và chúng ta chớ có nghĩ rằng Ngài Xá Lợi Phất khi đắc A-la-hán rồi thì trí tuệ chỉ có nhiêu đó. Không, Ngài vẫn nghe giáo pháp của Đức Phật và vẫn sanh lên vô lượng những cái trí tuệ. Đó là điều đặc biệt. Nhưng mà tất cả những tôn giáo khác thì không có như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì họ không thực sự nắm được cái trí tuệ bát chánh đạo về cái là thực hiện giả. Nên là họ chỉ loanh quanh trong cái sự lễ lạy và cầu khẩn, và dựa vào một vị thần và những cái pháp chế định. Đó mà năng lực của trí tuệ không có được phát sanh là như vậy. Do vậy khi mà vị này hỏi thì sao? Có bao nhiêu thì hai trò đã học hiểu qua tất cả rồi đó. Thì nghe dứt lời thì hai vị mới thầm nghĩ, nếu quả như thế thì ta còn theo làm đệ tử của thầy nữa cũng vô ích thôi. Con đường giải thoát khỏi sanh tử mà ta bỏ cửa, lìa nhà ra đi tìm kiếm, ta không thể gặp trong cái đạo của thầy được. Nhưng cõi Diêm Phù Đề trong Phú Đá, Ngài mới đặt câu hỏi nó rộng lớn bao la như vậy. Thì ta hãy chịu khó lê chân qua khắp cái kinh đô, phố phường làng mạc. Chắc có ngày ta cũng sẽ hạnh ngộ được cái bậc thầy minh triết giảng dành về cái đạo giải thoát cho ta. Và bắt đầu từ hôm đó đó, thì hễ nghe có tiếng đồn của những cái vị Bà La Môn hay Sa Môn Hiền Chí ở tận đâu, thì hai cái chàng du sĩ Paripa Chá Cá này, các ngài cũng tìm mọi cái phương tiện để tìm tới nơi đó để luận đạo. Nhưng mà những cái câu mà hai chàng hỏi mấy cái vị kia trả lời thì cũng không được. Và trái lại mấy câu vấn nạn của họ, hai chàng thì lại giải đáp rất là dễ dàng. Bởi vì trong nhiều đời, không những ngài thuộc về đà và những cái Ba La Mật, ngài đi theo Đức Bồ Tát, và do vậy mà ngài đã thông hết cái điều đó. Và khi hai ngài cùng nhau chu du khắp cái cõi Diêm Phù, ngài cũng chẳng gặp minh sư, và hai chàng đành quay gót đi về quê. Và khi duyên đã đến, trước khi chia tay để đi lang thang mỗi người một ngả, thì lúc bấy giờ du sĩ Upatita mới giao ước với người bạn rằng: Hiền huynh Cô Lý Giá, trong hai đứa mình hễ mà ai gặp đạo bất tử Amata đi trước á, thì phải nhớ nói lại cho người kia biết là nghe. Và thời đó thì nhằm ngay lúc mà Đức Thế Tôn vừa mới đắc đạo quả xong, lúc bây giờ thì ngài tế độ được 60 vị tỳ khưu rồi, thì ngài vân du đến thành Gia Cá Gá Há, nhận lắm cái tình xá Quê Lú Quá Lá và an ngự ở nơi đó. Và từ ngày được như vậy, thì từ ngày được lệnh mà Đức Thế Tôn ban truyền đến chư tỳ khưu vị A-la-hán lục thông đó,
Thì Đức Thế Tôn mới nói này, chứ thì khu vì lợi ích của chúng sanh, hãy đi vân du hành đạo, thì 60 vị A-la-hán, Ngài vì thương chúng sanh trầm luân trong biển khổ, bây giờ Ngài giải thoát đời, Ngài không còn vì miếng cơm manh áo mình, Ngài không còn lợ đời, Ngài không còn sanh y, nên là Ngài đi đến đâu tâm của Ngài cũng không phiền não, Ngài chết ở đâu cũng được tại. Nhưng mà Ngài đang thấy những chúng sanh đang đau khổ, đang bị tham ái, đang bị vô minh trói buộc. Trong những cái ngôi nhà rơm rạ, trong những cái con đường lang thang, trong những cái ánh mắt lầm lũi từ sáng đến chiều, bơ vơ lạc lõng, do đó mà các ngài vân du với sứ mạng ra đi ngõ hầu để tán dương ân đức của Tam Bảo. Thì một trong số chư thánh tăng đó là ngài Asachi, ngài thuộc về nhóm năm kiều, ngài Kiều Trần Như của Đức Thế Tôn, và đã quay gót trở lại, ngài đi về phía thành Rajagaha, và sáng hôm sau thì ngài đắp y mang bát vào nội thành để khất thực. Thì cùng trong lúc đó thì du sĩ Upatissa sau khi đi bát thọ thực từ sáng sớm. Và ở đây chúng ta nên nhớ ở thời buổi đầu á, 1250 vị A-la-hán toàn là cư sĩ và đạo sĩ, chưa phải là vị tỳ kheo. Khi đắc đạo quả rồi mới là vị tỳ kheo. Hãy nhớ khi mà học kinh á, chớ có vội cái gì hết, phải suy nghĩ thật là sâu sắc và đừng có ảo tưởng, phải nhớ như vậy. Rất rất nhiều cư sĩ chứng tu đầu gồm tư đà hàm, a la hàm, a la hán rồi mới trở thành vị tỳ kheo. Và cùng trong lúc đó thì du sĩ Upatissa sau khi đi bát thọ thực từ sáng sớm và khi trở về chùa của môn phái mình, thì lúc này ngài đang đi, ngài gặp ngài Asachi, và khi thấy cái y và cái dáng của bậc giải thoát thì chúng ta biết là nó toát lên từ cái dáng đi, từ cái ánh mắt, từ cái cử chỉ, và ngài mới thấy rằng từ đó đến giờ ta gặp nhiều đạo sĩ lắm rồi, nhưng mà không có cái dáng vẻ nào mà nó thoát tục như vậy. Và chàng mới khen thầm từ trước đến giờ, ta chưa từng thấy một cái vị xuất gia nào mà nó phong độ như cái vị này. Trong cái cõi trần ai ví như là có ai đó đắc quả A-la-hán hoặc đạt được A-la-hán đạo, thì vị này phải là một trong số những cái vị thánh tăng chẳng xa. Và chúng ta biết là ngài có trí, cái người có trí là luôn luôn có cái cảm nhận về cái bậc hiền trí rất là sáng rõ. Ta hãy thử đến tiếp xúc với ngài hỏi thăm. Lúc đó thì ngài mới nói rằng: bạch đạo huynh, vị tôn chỉ nào mà đạo huynh xuất gia, vị nào là thầy của đạo huynh, giáo pháp của ai mà đạo huynh thuyết giảng? Lúc đó thì tâm ngài khởi lên như vậy, ngài lại xét lại: giờ thì chưa phải lúc ta vấn đạo vị tỳ khưu này. Và chúng ta nên nhớ là vị tỳ khưu lúc đó không phải là tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Ngài sao lại phất nghĩ đâu, mà ngài nghĩ vị tỳ khưu là vị đi xin ăn á. Này vì đang đi thì chỉ bình khất thực từng nhà, thì ta hãy chậm rãi nối bước theo chân của người và y theo lề lối của kẻ mong cầu học hỏi. Và khi thấy đại đức thọ bát xong rồi còn đi tìm cái chỗ ngồi cho phải lễ, thì lúc bấy giờ du sĩ Upatissa hiểu ý mới bèn đặt cái ghế du sĩ nhỏ của mình xuống đất và thỉnh đại đức an toàn. Và khi ngài dùng sau bữa cơm, xong bữa cơm thì ngài chàng lại tiếp tục dâng nước trong cái bầu của mình
đến ngài Đại Đức Asatthi. Và sau khi nào đúng theo pháp như một đệ tử phục vụ thầy của mình, thì du sĩ chờ đợi đại đức xong bữa thì đàng hoàng, thì mới chào một cách thân thiện và hoan hỷ, nói và bạch rằng là bạch đạo huynh, thật là quang minh thanh tịnh, nước da của đạo huynh thật là mịn màng tươi sáng. Chẳng hay đạo huynh xuất gia vì tôn chỉ gì, ai là sư phụ của đạo huynh, đạo huynh truyền bá giáo pháp cho ai? Thì đại đức mới nghĩ thầm, những du sĩ ngoại đạo bình thường hay chống đối Phật giáo lắm. Mà thực tế thì cái câu nói này nó không đúng, bởi vì lúc đó chưa có Phật giáo, đã ai biết đến Phật giáo đâu. Chúng ta đọc kinh chúng ta phải hiểu. Vậy thì ta sẽ chỉ cho cái chàng này thấy cái thâm sâu vi diệu của chánh pháp. Thì ngài biết cái người học trò đứng kế bên cũng là một cái bậc đại tuệ. Và đoạn đại đức mở lời khiêm nhường, tỏ thật rằng mình mới xuất gia, và nói: này đạo hữu, chúng ta nhớ là ngài mới xuất gia này, ngài mới xuất gia trong tăng đoàn thôi, chứ ngài xuất gia phiền não từ lâu rồi. Bần tăng còn non nớt lắm, vì ta xuất gia gia nhập đạo chưa được bao lâu, ta không đủ khả năng thuyết pháp luận giải dài dòng. Thì chàng duy sĩ mới vội đáp rằng là: xin đạo huynh cứ tùy theo khả năng của mình mà thuyết pháp nhiều hay ít, chi cũng được hết. Upatissá này sẽ cố gắng thấu triệt giáo lý trăm ngàn cách. Và nói lên bài toàn kệ rằng: Băng hoa bá hung hoa pha sát xúc, ách thanh nhê quá mê ru hít, ách thê rê quá mê ách thu, kinh ca hát xít râm chật năng bát hu tít. Ít nhiều xin nói Phật nói ngay, điều cốt yếu chỉ bày, tôi chỉ cần cốt yếu, nắm lời cũng không hay. Và ngài Asatthi ngài mới nói: Ye thamma he tu pap pakwa, ye sang he tung tathagato, te sang chak yo ni ru tho chak, he wang wat di maha samanuti. Những pháp nào có nhân, nhân pháp Đức Như Lai, pháp với nhân nào diệt, Đức Phật dạy không sai. Như vậy nhân là gì? Sắc pháp thì không có nhân, niết bàn thì không có nhân, chỉ có tâm, tâm sở mới có nhân. Và nhân là gì? Là phiền não, là tham, sân si. Chúng tạo ra những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm với những cái màu, mùi, vị, âm thanh không tốt đẹp. Và những cái thức đọa xứ, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, Atula. Cái nhân tham sân si đó diệt thì cái con đường đưa đến bốn cái đạo lộ đó cũng diệt. Và dòng sanh tử cũng diệt. Nhân là gì? Là vô tham, vô sân, vô si. Chúng tạo ra những cái thức thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, nghiệm những cái màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng lạnh, êm ái. Và những cái thức tục sinh vào cảnh giới an vui của loài người chư thiên và thập thiên.
Và tất cả những cái pháp này, chúng đều là hữu vi, đều là vô thường, đều là duyên sanh, đều là khổ, không đáng để bám víu, chúng diệt đi. Do vậy mà Đức Như Lai dạy cái pháp diệt chúng, đó là cái con đường các chánh đạo. Khi mà Ngài nghe, Ngài hiểu, bởi vì trí tuệ của Ngài thì chúng ta biết rồi, bất khả tư nghị. Chỉ nghe qua hai câu của bài kệ thì Ngài đã thấy được tất cả pháp là vô ngã. Ngài buông cái ta, không có chấp ta. Ngài đắc tu đầu ơn. Đắc tu đầu ơn, chánh chi kiến. Ngài thấy tất cả pháp không có cái gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Mà chúng chỉ là nhân quả, là duyên sanh. Chỉ nghe hai cái câu kệ của bài kệ thì Ngài đã đắc ngay tu đầu hoàn quả và lãnh hội cái giáo lý bằng cả ngàn cách. Ngàn cách ở đây chúng ta biết được hàng ngàn cái lộ tư chân chánh sanh khởi ở ngay lúc đó. Và Ngài thấy ra được, à thì bấy lâu nay thế giới này chỉ là những cái pháp hữu vi, vô thường, khổ, vô ngã, duyên sanh, hoại diệt, và không có cái nào là ngã cả, mà nó chỉ là những cái tiến trình nhân quả do sự cấu hợp của các pháp hữu vi mà thôi. Và khi Ngài chứng đắc quả rồi thì Ngài Đại Đức lại đọc tiếp hai câu sau là chấm dứt cái bài kệ. Nhưng vì thánh nhập lưu, ngài sẽ là tốt lúc đó mới này, Ngài không có chứng đắc thêm cái quả vị nào cao hơn. Ở đây là, thì chúng ta biết là các pháp nó đều do duyên mà sanh. Ngài muốn chứng A-la-hán cũng không được. Nên là có những vị đó, thì đắc tu đồ hoàn rồi 5, 10 năm, 4, 50 năm, hay là kiếp sau mới đắc tư đà hàm, mới A-la-hán, mới A-la-hán. Còn có những ngày thì cái rẹt một cái là đắc A-la-hán rồi. Có những ngày 5, 7 ngày sau. Và tất cả pháp chứng đắc hay không, nó đều hội tụ bởi nhân và duyên của nó. Và không có một ai có thể tạo ra được bất cứ một cái gì. Và thường thì chúng ta nghe pháp là, chúng ta thường nghe pháp không đúng, nên là chúng ta phải biểu nhau là các con phải hành thiền, phải làm như thế này, phải làm như thế nọ, phải giữ giới. Tất cả của chúng đều là phải không à. Mà chúng ta không nói cho mọi người biết giới là gì, thế nào là giới, khoảnh khắc nào có giới. Giới không phải là ai giữ giới, giới chính là một pháp cũng do duyên mà sanh. Vừa quá, không biết quý vị còn nghe được không ạ? Hay là chúng ta ngừng ở đây hả? Thì qua cái bài pháp này, vừa quá chúng con xin ngừng ở đây, và chắc nói như vậy cũng đủ rồi. Thì Ngài thấy được rằng tất cả pháp hữu vi chúng đều tùy thuộc duyên mà sanh và chúng diệt. Không có một cái ngã, không có một ai xen vào hay làm cái gì hay cản trở gì cả. Và khi mà Ngài thấy được cái duyên sanh của các pháp thì Ngài cũng thấy được cái duyên diệt của các pháp. Và khi mà thấy đúng chính là chánh chi kiến. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng chứng đắc đạo quả là một sát na cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng mà để vân tập ba la mật, để có chi kiến hiểu đúng đắn về chúng, là trải qua rất nhiều kiếp sống,
mà rất nhiều kiếp sống đó phải được nghe diệu pháp, phải được tiếp cận, được nghe các bậc thiền trí nói về những cái khoảnh khắc thực tại hiện hữu trong đời sống hàng ngày của cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, thì mới nếu chi được. Vì sao vậy? Vì trí tuệ giải thoát chúng không có bắt cái cảnh của tục đế, của chế định, mà chúng chỉ khi nào được nghe về những cái gì là thực hiện giờ của chân đế pháp, thì cái đó mới được gọi là ba la mật, mới được gọi là cái con đường tứ niệm xứ hay con đường phát triển trí tuệ để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái mưa quá rồi chúng con không có giải thêm nữa. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng chư đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long vương càn thất bà xuất sanh ngạo quỷ phi nhân Atula diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả quý vị ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy phước báo thanh cao này để được sự an lạc tánh hóa lâu dài, và sớm nhiễu chi được cứu thánh đế thánh đạo. Phước lành này công việc là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, thành tựu minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn, chứng đắc được đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học số 12 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Dạ, chắc Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room. Con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho room chúng con được. Dạ, dạ, con kính dâng bích đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Ông tu sắp âm mang lâm ra khanh tu sắp đề của ta sắp âm bồ tát nữ khoa quê na sa đa sa thi phong văn tu